Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi Bộ Văn hóa Thông tin Hồng Đăng Hồ Hoài Anh về nước an toàn chuẩn bị trình diện. Bộ Văn hóa Thông tin Hồng Đăng Hồ Hoài Anh đã về nước an toàn. Cộng đồng mạng ngỡ ngàng và có những phản ứng trái ngược. Mới đây, các trang tin Việt Nam đồng loạt đưa tin Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã về nước an toàn. Qua đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, tới ngày 7 tháng 8, hai nghệ sĩ đã gọi điện cho ông thông báo đã về nước an toàn. Tuy nhiên, cụ thể sự việc như thế nào thì chưa được báo cáo. Tôi chưa gặp họ nên chưa biết cụ thể sự việc, họ mới báo cáo sơ bộ như thế. Trước mắt hai nghệ sĩ phải làm việc với trường trước, rồi trường sẽ báo cáo lên bộ quy trình phải như thế nào, ông Tạ Quang Đông cho biết. Ngay sau khi biết được thông tin trên, cộng đồng mạng đã có những phản ứng ngỡ ngàng và trái ngược nhau. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến chỉ trích Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh. Về đi, gia đình sẽ tha thứ cho các anh, cơ quan có thể chỉ khiển trách các anh, bạn bè có thể sẽ thông cảm cho các anh, nhưng cộng đồng mạng sẽ mãi réo tên các anh. Sao không thông báo cho fan làm băng rôn biểu ngữ ra đón hai anh ơi? Không biết hai anh còn lên được TV không nhỉ? Và chiến dịch tẩy trắng bắt đầu, cứ về là mừng rồi, còn sao thì tính sao? Lý do Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh được Tây Ban Nha trả hộ chiếu về nước. Ngày 8 tháng 8, trả lời câu hỏi phóng viên về tình hình và công tác bảo hộ công dân đối với hai công dân Việt Nam bị cáo buộc vi phạm pháp luật ở Tây Ban Nha, Bộ Ngoại giao cho biết về việc này trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã luôn theo dõi, giữ liên lạc với các cơ quan chức năng sở tại và công dân, triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 3 tháng 8, tòa án đã trả hộ chiếu cho hai công dân Việt Nam do đã có luật sư người địa phương đại diện liên lạc với tòa án. Hiện hai công dân nói trên đã rời khỏi Tây Ban Nha. Quá trình điều tra vụ việc vẫn đang được tiếp tục. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha và Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan xử lý vụ việc theo nhiệm vụ và thẩm quyền. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch Hà Nội chia sẻ với Vietnamnet sáng ngày 8 tháng 8, dù có thông tin là Hồng Đăng đã về nước nhưng từ hôm qua tới giờ anh chưa liên hệ được với nhân sự của mình. Không biết là Hồng Đăng có dùng số khác hay như thế nào mà chúng tôi chưa liên lạc được. Tất nhiên là sau khi ổn định, Hồng Đăng sẽ phải lên nhà hát trình diện ban lãnh đạo, chưa biết sự việc như nào vì còn phải có kết luận của cơ quan điều tra. Theo luật viên chức, Hồng Đăng ra nước ngoài 1,5 tháng không xin phép thì sẽ phải chịu hình thức kỷ luật cao nhất, đó là buộc thôi việc. Tuy nhiên, chúng tôi phải làm việc cụ thể với diễn viên, chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu nói. Trên nhiều diễn đàn, thông tin nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng được trả lại hộ chiếu đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Số đông netizen tỏ ra vui mừng trước diễn biến mới nhất của sự việc. Chúc mừng hai nghệ sĩ Việt Nam. Mừng quá, cuối cùng sau 1,5 tháng thì tin vui đã đến với Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng. Tin vui nhất trong tháng này đây rồi. Bên cạnh đó, một số khán giả tỏ ra vui mừng trước thông tin nghệ sĩ được trả lại hộ chiếu. Một số khán giả khác cũng cho rằng động thái này phần nào cũng giúp hai nghệ sĩ chứng minh được sự trong sạch trước bão tin đồn suốt hơn 1 tháng vừa qua. Vậy chắc có lẽ là hai anh bị oan rồi, do thì sự trong sạch cũng đã được trả lại. Vậy là chắc không có tội nên mới trả lại hộ chiếu rồi. Mong là mọi người đừng vu oan chỉ trích hai nghệ sĩ khi chưa có thông tin chính thức nào được đưa ra. Hiện thông tin về nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng vẫn đang nhận được sự quan tâm từ dư luận. Tính đến thời điểm này, cả hai vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức gì về ồn ào đã qua. Hồng Đăng về nước an toàn cùng Hồ Hoài Anh, người vợ Tào Khang liền có động thái lộ rõ tinh thần. Trong khi Lưu Hương Giang hoàn toàn im lặng và hạn chế bình luận ở trang cá nhân, thì anh Đào lại hoạt động trang cá nhân trở lại. Trong vài tuần đây, cô liên tục đăng tải hình ảnh và những dòng trạng thái, thể hiện sự bình tĩnh, tích cực vượt qua thời gian khó khăn. Bà xã của Hồng Đăng vẫn để hình đại diện gia đình, các bài đăng ngọt ngào với chồng vẫn được cô giữ nguyên. Đáng nói anh Đào liên tục chia sẻ về công việc kinh doanh thuận lợi nhờ sự chăm chỉ của mình. Tinh thần tích cực của vợ Hồng Đăng thậm chí khiến nhiều người ngỡ ngàng và khâm phục khi cô thể hiện rõ mình luôn là hậu phương vững chắc của chồng sau biến cố lớn. Giữa lúc có thông tin chồng đã về nước, bà xã Hồng Đăng vẫn tích cực trả lời những bình luận của khách hàng, bạn bè trên trang cá nhân một cách đầy tích cực. Có thể thấy, với tinh thần lạc quan, bà xã Hồng Đăng đã phần nào có thể yên tâm khi chồng đã về nước an toàn. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.